Bạn đang nghe chương trình tỉnh nguyện hàng ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Sống giữa thế giới sa ngã này, chúng ta là những con người không trọn vẹn, đầy dẫy những khiếm khuyết và lỗi lầm. Chúng ta thường xuyên gặp phải những thất bại, khó khăn và đôi khi cảm thấy mất mát lòng tin vào chính bản thân mình. Nhưng có một điều đặc biệt về những khiếm khuyết của chúng ta, sự yếu đuối bất toàn của chúng ta chính là phương tiện để Chúa bày tỏ sức mạnh trọn vẹn của Ngài. Hôm nay, ngày 21 tháng 5 năm 2024, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Tina Sleiman qua chủ đề Hoàn toàn bất toàn. Người đàn bà này sinh một bé trai, đặt tên là Samson. Đứa trẻ lớn lên và Đức Giê-hô-va ban phước cho nó. Thần của Đức Giê-hô-va bắt đầu tác động trên Samson. Các quan sát chương 13, câu 24-25. Samson, có lẽ cái tên ấy đã nói lên tất cả, đúng không? Biết bao nhiêu câu chuyện lịch sử cùng những cuộc phiêu lưu, những chiến thắng và bi kịch đều gói gọn trong cái tên ấy. Hãy thử tưởng tượng những người cùng thời với Samson sẽ nhìn ông với ánh mắt ngưỡng mộ như thế nào khi chiêm ngưỡng tầm vóc, bản lĩnh và sức mạnh siêu nhiên ấy. Nếu ở vào thời chúng ta, thì hẳn người ta sẽ gọi Samson là một siêu anh hùng hay siêu nhân gì đó. Là một nhà văn sáng tác tiểu thuyết, tôi luôn bị cuốn hút bởi những câu chuyện như thế. Mỗi khi nghe về một nhân vật đặc biệt, tôi lại muốn chìm sâu vào thế giới của họ. Tôi muốn khám phá những động lực ẩn sau sức mạnh của Samson và tôi muốn tìm ra điểm yếu chí mạng của ông. Người đàn ông này dường như có tất cả mọi thứ. Thế thì tại sao ông lại mắc phải những sai lầm thảm hại như vậy? Thiên sứ của Đức Chúa Trời đã nói tiên tri về sự ra đời của ông. Một người được chọn như thế cớ sao lại lạc lối? Ông đã lập một lời thề đặc biệt với Đức Chúa Trời. Chẳng lẽ cam kết đó không đủ mạnh mẽ để ông có thể giữ trên con đường ngay chính hay sao? Tôi nghĩ nếu xem xét kỹ lưỡng, tôi có thể phát hiện ra ông đã lạc lối từ lâu. Nhờ đó, tôi có thể phần nào tránh được những cái bẫy trong câu chuyện cuộc đời của chính mình. Để không bị quyến dụ, sa ngã đến mức mù lòa và bị giam cầm như ông. Hoặc ít nhất, tôi cũng có thể cảm thấy tự hào vì mình đã đưa ra những lựa chọn tốt hơn so với một siêu anh hùng trong quá khứ. Tôi bắt đầu nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến sai lầm của ông. Rõ ràng là Samson có mối quan hệ phức tạp với phụ nữ và ông cũng có vấn đề trong việc tôn trọng cha mẹ của mình. Trong các quan sát chương 14 câu 2 câu 3, Samson tỏ ra khá bất cần khi đòi cha mẹ phải cưới cho ông một người nữ Philistine để làm vợ chỉ vì lý do nàng vừa mắc con. Đây là một ví dụ điển hình về sự tham muốn của mắt. Phải chăng đây là một nguyên nhân dẫn đến những bước trượt dài của Samson? Chúng ta không biết chắc, chỉ biết rằng việc làm đó là trái mạng lệnh ban đầu mà Ngài đã truyền cho ông trong tư cách là một người được biệt riêng cho Chúa. Dù vậy, chúng ta đọc được trong các quan sát chương 14 câu 4. Điều đó đến từ Đức Giê-hô-va vì Ngài tìm dịp để chống dân Philistine. Lúc bấy giờ, dân Philistine thống trị dân Israel. Dù ông Samson lựa chọn theo mắt của mình thì Chúa vẫn tể trị. Những sự nóng nảy, bộc phát của Samson, Đức Chúa Trời vẫn sử dụng những điều đó cho kế hoạch tốt đẹp của Ngài. Đọc tiếp câu chuyện, chúng ta sẽ thấy Samson hẳn là một người kiêu ngạo. Việc được người dân ca ngợi sau chiến công hiển hách là bình thường, nhưng nếu chính vị anh hùng đó tự đi ca ngợi mình thì chẳng phải là quá kiêu ngạo sao? Các quan sát chương 15 câu 16 thuật lại lời tán thưởng mà Samson dành cho chính bản thân ông. Bây giờ Samson nói: với một xương hàm lừa, giết thay chất thành đống. Với một xương hàm lừa, ta đánh giết cả nghìn tên. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ông chỉ đang khoác lác. Tuy nhiên, tất cả những vấn đề này không thể ngăn Chúa sử dụng ông. Nếu tôi là một người viết câu chuyện này, có lẽ tôi sẽ không để nó diễn biến như thế. Tuyệt vời thay, đường lối của Chúa cao hơn đường lối của chúng ta. Đây là sự thật. Ai trong chúng ta cũng có những thiếu sót. Tuy nhiên, Chúa vẫn sử dụng những con người mà Ngài đã dựng nên, những tạo vật mang hình ảnh quý giá của Ngài, để thực hiện ý muốn của Ngài trên đất.
Mặc dù Samson đầy dẫy những bất toàn, Chúa đã sử dụng ông một cách mạnh mẽ. Và chúng ta vẫn còn nhắc lại những câu chuyện về Samson hàng ngàn năm sau. Vậy nên, giờ đây tôi đã ngừng tìm hiểu nguyên nhân khiến Samson lạc bước. Cũng giống như việc chẳng ai thích người khác phân tích những khuyết điểm của mình. Và tôi cũng không đổ lỗi cho Dalila, mặc dù đó là cả một câu chuyện dài để suy ngẫm. Thay vào đó, tôi sẽ học cách biết ơn. Bởi vì nếu Chúa có thể sử dụng một người đầy khiếm khuyết như Samson, thì Ngài cũng có thể sử dụng tôi. Vì chúng ta là những con người bất toàn tuyệt đối, nên sức mạnh Chúa được bày tỏ trọn vẹn trong sự yếu đuối của chúng ta. Và những khiếm khuyết của chúng ta trở nên hoàn mỹ khi được sử dụng trong kế hoạch hoàn hảo của Ngài. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Chúa là đấng toàn năng vĩ đại, con cảm tạ Chúa vì Ngài vẫn vui lòng sử dụng những kẻ bất toàn như con. Xin Ngài dùng những điều yếu đuối và thiếu sót của con để bày tỏ sức mạnh tuyệt vời của Ngài. Nguyện mọi sự bất toàn trong con sẽ làm bật lên sự toàn hảo tuyệt vời của Ngài cho thế gian đều thấy. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, Chúa là đấng có quyền năng biến những điều tưởng chừng như khiếm khuyết trở thành cơ hội và sức mạnh trọn vẹn. Bởi vì mỗi thiếu sót của chúng ta đều là một mảnh ghép trong kế hoạch tuyệt vời của Ngài. Đó là do tại sao, mặc dù bạn và tôi không hề trọn vẹn, chúng ta vẫn có thể trở thành những công cụ hữu ích cho Chúa. Vì Ngài có thể dùng chính những khiếm khuyết của chúng ta để bày tỏ sức mạnh và tình yêu trọn vẹn của Ngài. Từ đáy vực sâu, chốn vô vọng tối tăm của cuộc đời, nhìn đấng quyền năng kêu xin Ngài cứu vớt linh hồn. Lạy Chúa từ ai, xin hãy ngự đến trong con giờ này. Giữa những tội ô khiến cho lòng hết bao đau buồn, hỡi Chúa xin chạm đến thân con, xin vào lòng thương xót con, cứu con ra khỏi nơi ô tội. Hỡi Chúa xin chạm đến thân con, xin vào lòng thương xót con, cứu con ra khỏi nơi. Chốn vô vọng tối tăm của cuộc đời, nhìn đấng quyền năng kêu xin Ngài cứu vớt linh hồn. Lạy Chúa từ ai, xin hãy ngự đến trong con giờ này. Giữa những tội ô khiến cho lòng hết bao đau buồn, hỡi Chúa xin chạm đến thân con, xin vào lòng thương xót con, cứu con ra khỏi nơi ô tội. Chạm đến thân con, xin vào lòng thương xót con, cứu
con ra khỏi nơi. Ra khỏi nơi ô tôi.